Uh, uh, đây là một thông tin về về, về cổ phiếu cổ phần thôi uh, không phải tiền điện tử nhưng mà mình cũng uh, riêng cái công ty này uh, riêng uh, ông này là một ông uh, uh, gọi là giàu có uh, có lúc là ông đứng thứ hai thế giới nghe yeah. uh, mà cái cái đây là cái công ty của ông à, à, Anna đi à, à, Adani Adani Group OK Adani Group và vừa rồi nó có một cái report của ở đây được đẩy ra ok à, Hindenburg ok sau giống như là của của đất ok cái okay. tên giống như đất ok thì cái report này cái cái report là một cái gọi là một cái cái, một cái tờ giấy một tờ giấy nghiên cứu về nó đúng không ghi về cái 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 công ty này thì được đẩy ra ngoài xã, xã hội thì đang tuyên bố kế gọi là tuyên bố là cái cái công ty này á là nó 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 manipulate, nó okay? cái cái stock của nó là nó nghĩa là nó nó đẩy đưa cái cái cổ phiếu cổ phần của nó, ok và accounting fraud, uh, fraud a scheme và và giống như uh, trốn thuế rồi đó, ok bởi vì vậy nghe bởi vì vậy cái cổ phiếu cổ phần của công ty này đã rất rất nhiều trong 3 ngày liên tiếp, ok và ông ta đâu mất đâu cỡ khoảng uh, đâu bao nhiêu tiền này. 30 ok 36 tỷ đô la trong vài ngày thôi ông ta mất 36 tỷ đô la trong vài ngày ok trước đây cái điểm đỉnh của ông á, là tháng 9 năm 2022 á, là ông có tới 150 tỷ đô la nhưng vừa rồi ngay bây giờ thứ hai vừa thứ hai hôm qua thì cái gọi là tài sản của ông cộng lại được chỉ còn 84 tỷ đô la thôi thì là một câu chuyện nói nói chung mình nói là ok những người giàu người ta không có người ta không có bị <laughs> mệt mỏi thì đây đây là một cái tài sản rất lớn mà chỉ qua vài ngày thôi mất gần nửa tài sản ok nửa tài sản nhưng mà đó là một không phải là một cái câu chuyện mình muốn kể cho bạn cái câu chuyện là về cổ phiếu cổ phần thì mình mình chỉ có vài công ty mình đầu tư thôi ok ở trước đây mình có đầu tư tôi Tesla mình bán nó rồi, ok? nhưng nhưng lúc mà bạn đầu tư vô một cái công ty về cổ phiếu cổ phần thì bạn phải hiểu biết cái đầu tiên là bạn phải hiểu biết cái người founder, cái người mà tạo ra cái công ty đó, ok? rồi cái nhóm đó, ok? À, bởi vì nếu mà bạn không thích cái người founder thì cái đó là cái đầu tiên là bạn cái đó là một cái gọi là cái cái tín hiệu đầu tiên là bạn không nên đầu tư vô cái công ty đó, cái thứ hai là cái co, bạn phải đặt ra câu hỏi cho bạn là um, cái công ty này nó có giúp ích được cho con người trong tương lai hay không. Và nếu nó không giúp ích được cho con người trong tương lai thì cũng không nên đầu tư bởi vì mình đang đi đâu? Mình đang đi tới tương lai chứ không phải quá khứ. Ok. Thì uh, trả lời được hai cái câu hỏi đó thì bạn có thể là uh, và có rất là nhiều câu hỏi bạn phải trả lời trước khi bạn bỏ vô cổ phiếu của phần nhưng đây cũng là một cái lý do tại sao mình không có đầu tư vô cổ phiếu của phần nhiều bởi vì nó lệ thuộc vô nhiều thứ quá lệ thuộc vô ông CEO lệ thuộc vô uh, cái, cái người theo dõi ông lệ thuộc vô những người phỏng vấn lệ thuộc vô uh, um, lệ thuộc vô gọi là là có, có đóng thuế hay là không có đóng thuế lệ thuộc vô thu nhập lệ thuộc vô có bán được hàng hay không bán được hàng và cả ngàn thứ khác và riêng đầu tư vô bitcoin thì bạn không lệ thuộc vô cái gì cái gì hết ngoại trừ ngoại trừ cái 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 sự gọi là bao nhiêu người mua thêm về tính tính chất dài hạn mình nói vào vài năm thì mình không sợ gì hết bởi vì lúc nào nó cũng lên lên và lên và riêng đầu tư vô cổ phiếu cổ phần thì thực sự bạn không biết ngày mai nó như thế nào và vừa rồi năm 2022 có biết bao nhiêu cổ phiếu cổ phần đã rớt 20, 50 phần trăm và đó là những cái công ty gọi là um, gọi là rất là lớn nha trong thế giới này mà còn rất như thế nữa thì 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 sao ok và 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 trùng hợp luôn để mình chia sẻ là vừa rồi mình có một người bạn uh, nghĩa là, là bạn của vợ mình chứ không phải là của mình là trước đây cô ta làm cho một cái công ty cổ phiếu cổ phần ở Việt Nam này và sắp tới đây là ông cô ta sẽ nghỉ việc và cô ta nói làm trong một cái lĩnh vực đó đó nó rất là gọi là căng thẳng rất là căng thẳng và bạn cũng đã biết rồi cổ phiếu cổ phần đó, giá lên xuống đó, nó không có thật nha người ta quản lý cái giá đó Ok à, cái cái người ở bên trong đó, cái người mà làm ra được cái có làm ra sẵn làm đạo tạo ra cái công ty đó đó thường đó, thì cái số đông là người ta sẽ có thể đẩy đưa cái giá để dẫn dắt cái người đầu tư OK và bởi vì vậy uh, bạn nên rất là cẩn thận uh, lúc đầu tư cổ phiếu cổ phần. OK uh, riêng Tesla thì Tesla là một công ty mình rất là gọi là khâm phục. OK và Tesla nếu mà bạn đầu tư uh, uh, trước đây mình đầu tư Tesla thì vẫn mình đầu tư cổ phiếu của phần bên Mỹ. Uh, ngay bây giờ mình đang ở Việt Nam mà mình cũng muốn uh, muốn nhảy vô mà mua nhưng không biết nhảy mua uh, mua như thế nào. Nếu mà có những cái người mà nghe cái kênh này mà tới cái khúc này mà biết mua Tesla ở Việt Nam này mua bằng cách nào, à, mua cổ phiếu cổ phần á à, thì chỉ cho mình nha, chỉ cho mình mình cũng muốn mua à, chút ít à, Ngay bị biết ngay bây giờ cũng muộn rồi, có thể mình đợi nó xuống lại để mình mua. À, vừa rồi, à, cổ à, riêng cái cái tháng này. Riêng cái tháng này nghe, Tesla lên tới 54%. Ok. Vừa rồi nó rớt xuống đâu. Còn 108 nhưng nhưng nó lên ngay bây giờ cái, cái, giá của nó là ngay bây giờ không thấy giá ok ờ à, ngay bây giờ cái giá là 166 ok 166 ok lên đầu 58 trong trong cái tháng này thôi ok và đây là một công ty bạn nên đầu tư nếu bạn muốn muốn đầu tư vào cổ phiếu phần Bạn nên nghiên cứu sâu xa hơn ok uh, Elon Musk payments vision for Twitter ok thì uh, vừa rồi ông uh, đã đăng ký rất là nhiều uh, um, uh với rất là nhiều tiểu bang ở trong nước Mỹ để lấy gọi là cái lấy cái bằng á, à, ok để 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 tạo Twitter trở thành một cái một cái cái nền tảng mà về về payment luôn, payment system luôn á là giống như Mastercard hay là Visa vậy đó cũng là giống như một nhà băng vậy đó. À, thì trong cái tờ báo này ông tuyên bố là ông sẽ đầu tiên á thì ông sẽ làm nó thành một nhà băng nhưng sẽ dùng mà uh, dùng tiền tệ thôi, tiền tệ là tiền giấy của mình thôi. Rồi sau đó ông sẽ kết nối kết nối integration of uh, cryptocurrencies. Ông sẽ kết nối tiền điện tử vào đây, ok? Và uh, vừa rồi ông có một cái một cái họp nghị thì ông uh, ông giao cái chức quyền đó cho một người cũng có rất là uh, tên tuổi, nha, cũng cũng rất là tiếng để để dẫn đầu những cái uh, uh, craw uh, for để dẫn đầu cái cái là đang ngay bây giờ đang nắm chức CEO của Twitter Payment để dẫn đầu cái uh, cái Twitter để tạo cái cái nền tảng này thành một cái gọi là cũng gần ừ. cũng giống như một nhà băng đó. đầu tiên sẽ nhận tiền tệ và sau đó là sẽ nhận cryptocurrency thì thì bởi vì cái thông tin này vừa đẩy ra nghe bởi vì lúc mà cái họp nghị này á thì nó được livestream ở trên Twitter luôn ok và lúc mà cái thông tin này được đẩy ra thì cái đồng Doge lại bay, bay. thì riêng cái đồng giá cả của đồng Doge lúc mà bay bổng á, thường 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 á thì nó nó dính liền với Elon Musk và Twitter. và ngay bây giờ cũng có rất là nhiều um, người là và mình nghe mình cũng đã đầu à, mình cũng có có sở hữu thì, uh, Dogecoin và uh, một 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 cái uh, gọi là một cái giỏ nhỏ nhỏ thôi và cũng đợi cái ngày đó. Ok. Um, Twitter sẽ sẽ nhận Dogecoin để 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 làm giao dịch thì thì cái đồng Doge sẽ bay rất cao nha. Um, và trước đây bạn cũng đã biết rồi thì ngay bây giờ là Elon Musk là vẫn là người gọi là người cha của đồng Doge và bất cứ cái gì ông làm trên cái nền tảng Twitter về 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 payment, về và um, payment, ok về về buôn bán, ok nhận tiền đó đó thì cái đồng đốt sẽ pay, uh, sẽ sẽ, uh, sẽ bay bổng rất cao và nó lúc sự bay bổng của nó là sau vài phút thôi nó đã, đã là bay nó là bay rồi thì uh, uh, mình sẽ uh, đồng đốt thì mình sẽ cố gắng cập nhật cho bạn những uh, những những ngày tới đây uh, bất cứ những cái thông tin về về Elon Musk và Doge thì mình sẽ cập nhật cho bạn để bạn có thể nhảy vô vô chút lời À, ngay lập tức, ok, có thể mua vô và khoảng cân tiếng sau là bán được rồi, ok, và chốt đó lợi nhuận là năm tới phần trăm hoặc hơn, rất nhanh, ok. Um, đây là cái nền tảng của mình tiền okay. Canami, ok, ở trên Twitter, ok, những người nào mà muốn lấy những cái tín hiệu mà mà trade hay là sau đó thì uh, nên lên đây đăng ký, ok, lên uh, cứ đăng ký thôi. Um, uh, ngay bây giờ mình muốn tạo một cái cộng đồng ở trên đây uh, bởi Uh, lúc mà mình chơi mình sẽ cho bạn những cái signal mua về mua về bán của bạn có thể cập nhật những thông tin đó mà chốt lời ok và trên đây mình có những cái thông tin về mới nhất của tiền điện tử thì mình cũng cũng uh, đăng lên trên đây cho bạn ok mình đăng tiếng việt và tiếng anh ok uh, thì đây riêng uh, mastercard uh, mình có tiếng anh trên đây và uh, và tiếng việt ở đây ok uh, mastercard đó là một công ty thẻ tín dụng đúng không ra mắt Bitcoin và tiền điện tử và tiền điện tử mới tại Brazil.